Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hàng Mã Rẻ. Dù clip ngày hôm nay thì em đang test cho bác một em Iris Oyama nhé. Em đang test hơi nước này. Hơi nước thì đã xả lên nhé. Đấy, hình thức bên ngoài thì các bác này tương đối là ok này. Đấy, rất là đẹp nhé. Đấy, màu. Nói chung là cái màu đen thì nó sạch nhé. Màu đen này các bác về như vệ sinh lại một lần này, lau qua là sạch nhé. Không có hén gì cả, lau qua là sạch, không có sức sắc gì hết. Con này thì là đời 2018 này, dung tích 1 lít nhé. Đấy, dòng này nó là dòng gọi là cũng là tính ra nó cũng tương đối là VIP các bác nhá. Đấy, em tắt đây này. Đấy, nước thì đã sôi nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Ui, nóng quá. Con này các bác này, gioăng này như mới nhá. Đấy, gioăng mới vương vẫn xanh nguyên luôn này. Đấy, xanh nhá, đây các bác, hốc xoang còn đẹp nhá. Đấy. Thực ra dòng Iris Oyama này dòng mới, thế nhưng mà về chất lượng của nó thì cơm nước nó rất là ngon nhé. Dòng này thì là dòng màn hình cảm ứng này, dòng cảm hình cảm ứng nhé, có đua gạo này, đây các bác này, sạch sẽ nhé. Đây thì lau lại là một chút là sạch nhé. Con này em vừa mới về xong là em mới lau qua thôi đấy, chưa xong còn test nước cho các bác thôi, chứ chưa kịp mà vệ sinh gì cả. Đây, xoang rất đẹp nhé. Đây, xoang của nó thì có một vết chấm này các bác này, để em xoay đây cho, đây này, đúng một vết chấm này thôi. Còn lại là bao ok hết cho các bác nhé. Đấy, sạch sẽ nhé, đẹp đẽ này. Đấy, thì em cho các bác xem chức năng của nó làm sao này. Đấy nhá, con này này. Có cảm ứng này. Đo lượng gạo nhá, để em cân cho các bác xem cái này. Ví dụ em phải cân cái rẻ thôi là nó bao nhiêu cân các bác nhá. Đây này. Để em phải cân cho các rẻ này bao nhiêu cân nhá. Đấy. 105. Đấy, 105 gram này. Thì em phải cân cho các bác xem cái xoong nhá, cái ruột xoong của con sáp này nhá. Đây này, xoong sáp này rất đẹp này, đẹp đấy nhá. Ui giời, cái xoong này của nó trên 1 cân các bác nhá, thấy chưa, trên 1 cân luôn, quá là nặng nhá. Thật sự đấy, cái xoong của nó này rất đẹp. Xoong đây là xoong của con sáp nhá, sáp này em sẽ lên sau cho các bác sau. Đấy, rất là ok nhá. Đây này, nếu mà có gạo thì nó sẽ tính được cả là calorie ở đây nhá, là calorie, tức là cái nó gọi là cái gì, là cái calo nhá. Đấy. Đấy. Menu này. Cảm ứng nhá, gạo trắng này. Đấy, chế độ các chế độ không vo này, tiết kiệm điện này, con này có cả solar nữa là tiết kiệm điện nhá. Cài đặt giờ phút này. Có hết nhá, đấy, giờ. Phút này, giờ này. Đấy. Rất là ok cho các bác nhá. Thì con này em bán với giá là 1 triệu 3 các bác nhá. 1 triệu 3. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 3975 giúp em với. Các bác xem clip của em thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ với kênh các bác nhé. Em chào các bác, em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.